Việt Nam tôi đây 4.000 năm văn hiến, Việt Nam tôi đây bao gấm vóc núi sông, Việt Nam tôi đây luôn vững tiến thành công, Việt Nam ngày nay đã sánh bước năm châu. Vâng, đấy là chúng tôi là có hai khán giả ở dưới Hà Nội lên. Và ngoài gặp Trường Nguyễn ra, là đây là chị Tuyết Phương và chị Đoàn Hợi. Đấy, đến đây và muốn gặp anh Nông Thụy Sĩ một tí. Vâng. Anh Nông Thụy Sĩ cũng vừa ở Hà Nội lên. Dạ. Lý do là làm trưởng đoàn cho một cái chị, cho một cái chị cưới cho em. Nghĩa là bố mẹ cháu mất rồi, nghĩa là bố mẹ cháu trước là lãnh đạo tỉnh, là phó chủ tịch tỉnh, cho nên là khi mà bây giờ các con lớn lên thì là chú phải đứng ra để lo cái việc cưới xin cùng một nhóm lên để cưới, một nhóm người nữa, người là đứng đám nói đấy, và đồng chí đồng nghiệp. Cho nên hôm qua được đón cả phó chủ tịch quốc hội, được đón cả bộ trưởng bộ nội vụ lên đây, là dư kế của cháu và các bác nguyên là lãnh đạo của trung ương, của tỉnh, cũng dành cái tình cảm rất đặc biệt. Nghĩa là em phải về tận Hà Nội ấy, trước cưới Hà Nội xong mới đón dâu từ Hà Nội lên đây. Hôm nay lại được gặp hai chị người Hà Nội lên đây nữa thì ôi rồi Yên Bái Hà Nội sao nó gần thế nhỉ. Và cô Tuyết Phương nói những cái điều mà cô nói với cháu về anh Sĩ đi, là đã quan sát như thế nào? Vâng. Anh đến à? Vâng, anh đây là Nông Thụy Sĩ đấy ạ. Nông Thụy Sĩ, tôi có cho em cái chim quả gì rồi. Vâng. Trời ơi, tuyệt vời. Thế chị thấy thế nào? Vâng, hay quá, anh nói về anh vào con trường. À thế à? Là giản dị, cuộc sống rất là hiền hòa. Giới thiệu, thầy sĩ giới thiệu về trường xa đấy ạ. Vâng. Tuyệt vâng. Vời. Vâng. Từ cái cắt cỏ. Rồi. Đã xem cái clip cắt cỏ đi chợ đấy đấy ạ. À. Vâng. Cỏ đi chợ rồi sau đó lại còn đàn hát. Vâng. Thì rồi. Là... Dạ chị nói đi. Anh cho chúng tôi thưởng thức anh hát. Ông Sĩ thì ông hát tiếng Tây đấy ạ. Cô Hời ạ. À. Vâng, Nông Thụy Sĩ đây. Vâng. Tôi xem toàn bộ kinh thế ạ. Thế mong chị ủng hộ cho kênh của anh Trường. Dạ. Thực ra thì chú Sĩ đây, Nông Thụy Sĩ đây là người quen biết nhau, xong là cũng là một cái bàn tay đóng góp để cho các cái Việt kiều ta về nước, người ta được sống với mình, hòa hợp với mình. Nó em là fan của anh Trường từ lâu lắm rồi. Thế à? Dạ vâng ạ. Vâng ạ. Vâng ạ. Dạ vâng. Rồi. Anh còn định vẽ à? Vâng. Vâng ạ. Rồi vâng, cảm ơn các cô. Cái cuộc sống nó muôn mặt ở trường coi như là như thế đấy chị ạ. Vâng, vâng. Nghĩa là cái slogan của anh Trường Nguyễn đây là mọi góc cạnh của cuộc sống. Cuộc sống muôn màu đấy ạ. Vâng ạ. Đúng ạ. Dạ. Hôm nay là thế nào là ngày nghỉ là Sĩ lại đi có một cái nhóm bạn vừa đi Trung Quốc về là chiêu đãi mời đi ăn sáng. Vâng. Không bảo để tôi mời ra cái quán cà phê này. Vâng. Thế là lại được gặp hai chị. Thế là vui quá đấy chị ở đây vâng chơi luôn nhé. Dạ vâng ạ. Dạ cảm ơn. Dạ. Chúng tôi không thích một màu mà chúng tôi thích muôn màu. Muôn màu. Đây là bên đây là phường Hợp Minh. Vâng. Chúng tôi đang đưa hai vị khán giả của Việt Nam Today là cô Yến Phương, Tuyết Phương, Tuyết Phương và cô Đoàn Hợi từ Hà Nội lên đây. Giờ hôm nay là sáng nay mình sẽ đi qua phường Hợp Minh đến làng tu để các cô tham quan một cái mô hình người ta sống và tu như thế nào, sống cho yên bình. Đây là cũng là một cái điểm mà du lịch có thể nói là mặc dù là các thầy các sư ở đây thì không kêu gọi để đến, nhưng mà tôi thấy vì nơi đây quá yên bình cho nên là bạn bè thân thuộc của tôi, người xa về thì tôi đều mời lặng lẽ tới đây thôi. Ở đây có một cái khu di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh là đền Bà Áo Trắng. Trong đây thì có một cái lò gạch, cái xưởng gạch, xưởng gạch Hợp Minh.
cũng rất gần nhà cháu á. Vâng. Đây đang bước vào không gian của làng tu. Bây giờ chúng tôi đã đến làng tu Nguyên Thủy bên Hợp Minh. Và đây là cô Tuyết Phương và cô Đoàn Hợi. Xin chào hai cô. Hôm nay là cháu sẽ đưa hai cô đi tham quan làng tu. Nơi đây thì cô sẽ có một cái khái niệm như thế nào về một cái làng mà người ta sống yên bình, chan hòa với nhau. Và bây giờ cái đường đi mình vào nhé cô nhé. Và các cô đi. Cô Tuyết Phương lại là nhà báo, cho nên là cô sẽ ghi rất nhiều hình ảnh quan sát. Cô Đoàn Hợi thì là thông qua những thông tin của cô Tuyết Phương, cho nên cũng sẽ có cái cảm nhận riêng. Bây giờ chúng ta cùng đi các cô nhé. Dạ, xin mời các cô đi đường này ạ. Vâng ạ, xin mời các cô. Đây, hai cô là đang ghi hình ảnh cho nhau. Chúng tôi đang bước chân vào làng tu Hợp Minh đây quý vị. Thật ra tôi cũng đã đưa nhiều bạn bè, anh em, người thân đến đây để cảm nhận cái sự bình yên. Cô ơi, cô có thấy một cái cây măng to không? Cô thấy cây măng to khổng lồ không? Đây, cây măng đây. Đấy, cây măng nó mọc tự nhiên được. Vâng. Để các cô chụp những cái trích đoạn, mấy cái bài kệ của trưởng lão Thích Thông Lạc được ghi ở đây để cho mọi người cùng xem. Vâng ạ, các cô cứ đi chậm đi trước đi ạ. Nha. Rồi các chị ơi, mỗi một cái thất là các bà gần nhau hết. Cái hàng trúc. Tuyệt vời quá. Vâng ạ, cháu hôm nay cháu đưa hai người khách bạn ở dưới Hà Nội lên thăm làng tu mình. Vâng, cây này mới được trồng đấy bà nhỉ? Vâng. Cây này thì trồng chắc là cũng phải được 1 năm rồi. À. Vâng, thế nhưng mà những cái cây này... cái hoa thì mới thôi. Vâng. Đấy, vài năm sau là nó lên phát triển mấy cây tre này nó lại mênh mông khác quá. Vâng, nhất là cái khu này bây giờ xanh, màu xanh nó phủ lên nhiều rồi. Những cái thất này mới bây giờ thấy cây xanh nó đã phủ lên tốt lắm rồi. Thầy cứ lo từ trước cây. Vâng ạ. Sắp rồi thầy mới mang cái cây tùng sơn. À, cái tùng sơn ạ? Ở dưới chân mà lá nó bạc bạc ấy. À. À vâng, đấy. Ở dưới đây có mấy cây tre là thầy cũng đang trồng thêm này. Nó rợp mát, cái này là cái đường hành thiền này là sau này nó rất mát đây. Thế bà ở thất nào? Vâng, bà thế này, vâng. Bà ở được bao lâu rồi thầy? Chắc là hồi đó lúc mà cháu kỳ trước lên là bà đã lên rồi đúng không? Vâng. À bên kia giờ chuyển qua bên này. À vâng. Xong là thầy xây xong chỗ này thì xong là chuyển qua. Vâng.
mấy cây đu đủ này quá đẹp. Vâng ạ. Ở bên đây là thầy có định xây thêm bà thầy? Vâng. Vâng. Đây là con đường là sẽ đi lên nữa đây. Vâng. Chị ơi. Không cần để ngồi thiền ở dưới đây. Chụp bên hai cái măng. Chúng tôi đã đưa cô Tuyết Phương, cô Đoàn Hợi đến thăm làng tu Hợp Minh. Và chúng tôi đã đi một vòng với một cái sức khỏe của một vị là U90. Thực tế là cô đã ngoài 80 như thế. Thì cảm nhận của cô về làng tu Hợp Minh ở xã, ở phường Hợp Minh như thế nào thưa cô? Đến cái làng tu này, cái cảm nhận của tôi là mình thấy mình sống chậm lại. Từ một cái nơi ở Hà Nội đông đúc ồn ào, bây giờ đến một cái nơi yên tĩnh, phong cảnh rất đẹp, bình yên, cộng với những con người rất là nhân hậu. Và gặp những cái người mặc cái áo nâu của đạo Phật, và họ rất là hiền hòa. Và đến đây tôi cảm nhận thấy mình nên tập sống im lặng, tập cho mình một cái tâm hồn buông thả, rồi buông xả, rồi một cái cuộc sống nó tĩnh lặng hơn, để mình làm cho cái tâm của mình nó được trong sáng và yên tĩnh, nhất là những cái ngày cuối đời của mình không còn nhiều nữa. Vì vậy cho nên mình đến đây mình học tập được ở đây những cái cách sống của họ rất là đẹp, rất là tu nhưng mà lại rất là đời thường, cho nên tôi cảm thấy đến đây rất là thú vị. Chúng tôi cũng xin nói cho quý vị khán giả biết là cô Tuyết Phương cũng là một nhà báo, cho nên là không lạ gì khi đi tới đâu chúng ta thấy là cô quan sát, chụp hình, ghi nhận rất nhiều, là một nhà báo xông pha nhiều nơi và có thể nói là cũng trải nghiệm rất nhiều. Như cô nói là cuối đời vậy thì cô có cái nhận xét gì khi mà trên những cái đoạn đường đi hôm nay, những cái nơi đi thực hành về thiền, hành thiền thì cô thấy có nhiều những cái bài kinh, bài kệ, những cái câu nói hay được viết, và những cái điều đó với cái góc độ một cái người làm báo thì cô nhận xét như thế nào? Đến đây thì thấy những cái lời ghi chép của kinh Phật thì tôi cảm thấy đó là những cái bài học cho mọi người và với riêng mình. Và tôi đã vội vàng ghi lại để mong rằng cái cuộc sống của mình cũng sẽ được phần nào học tập và sống như vậy. Vâng.
Ở Hà Nội thì chúng tôi được biết là cô Tuyết Phương ở một cái quận trung tâm của trung tâm, quận Hai Bà Trưng, phải không ạ? Đúng ạ. Nơi mà ồn ào nhất ở thủ đô. Đùng một cái cô qua một cái không gian mới, đến thăm gia đình trường Nguyễn Lê Lê ở trường Sa Studio, như hôm nay buổi sáng ở Hợp Minh, thì chắc là cái cảm giác của cô nó cũng khá đặc biệt đúng không ạ? Cô chia sẻ. Khi trường Nguyễn và Lê Lê thì tôi đã biết từ lâu rồi. Khi mà xuất hiện cái trường Sa Studio thì tôi đã quan tâm và đã có ý định là sẽ lên thăm hai bạn. Thế thì bây giờ mới thực hiện được cái ước nguyện đó. Mặc dù từ Hà Nội lên thì đường xá xa xôi, nhưng mà với tình cảm, với tấm lòng yêu mến và ngưỡng mộ nhà báo Việt Kiều Trường Nguyễn và nhà báo Lê Lê, cho nên chúng tôi không quản ngại gì cả đến đây và hy vọng rằng sẽ giới thiệu được cho nhiều bạn bè đến đây để sống chậm lại và có một cái tâm hồn được yên tĩnh. Vâng, xin cảm ơn nhận xét của cô Tuyết Phương. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe một chút tâm tình của cô Đoàn Hợi như thế nào nhé, quý vị nhé. Thưa cô Đoàn Hợi, cô thì là khán giả của Việt Nam Today thông qua cô Tuyết Phương. Yeah. Nhưng mà cái cuộc sống của chúng ta, cháu tin rằng chúng ta có nhân duyên được gặp nhau. Không biết là từ hôm qua đến hôm nay, cô có cái cảm nhận gì khi đến thăm vợ chồng cháu ở Trường Sa Studio, và buổi sáng hôm nay mình đang ở làng tu Hợp Minh. Yeah. Của bên phường Hợp Minh. Thưa cô. Thưa với nhà báo là khi mà tôi đang ở chỗ ồn ào ấy, thì tôi cũng không tưởng tượng được là chưa bao giờ tôi lên đất Yên Bái. Nhưng mà hôm nay tôi được lên đây, rồi được đến nhà anh Trường. Vợ chồng anh rất là đón khách, rất là nhiệt tình. Và cái không gian nhà anh Trường rất đẹp. Mà tôi chưa bao giờ, tôi nghĩ là lên đây tôi lại được thưởng thức cái không gian và cái tình cảm của vợ chồng anh. Mà hơn nữa là hôm nay chúng tôi lại được đi thăm làng tu. Thì ở đây có rất nhiều những cái bài viết mà họ treo ở trên cây ấy. Những cái bài kinh, những cái bài kinh kệ rất hay mà chúng tôi đọc. Và cũng không ngờ là lên đây nó lại tĩnh mịch mà một cách mà tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến cái làng tu nó như thế này. Vâng. Và tôi cũng rất thích. Cô cô Tuyết Phương thì nói rằng thấy cái hình ảnh cái áo tu nâu đạo Phật, thấy những bài kinh kệ, và từ một nơi ồn ào, cô Đoàn Hợi thì lại cũng ở trung tâm của trung tâm thủ đô Hà Nội, đó là ở quận Hoàn Kiếm phải không ạ? Dạ đúng ạ. Vâng, ở nơi đó nó như thế nào? Cô chia sẻ một chút. Ở nơi đó thì lại còn ồn ào hơn là các khu khác. Vì ở đấy là gần hồ Hoàn Kiếm thì lại ba cái ngày mà phố đi bộ thì nói thật với anh là không thể chen chân được. Nhưng mà hôm nay lại xuất hiện ở một nơi mà thật là thoáng đãng, mà cây cối, cây xanh chung quanh là rất là mát mẻ. Mà lên đây thật sự là tôi rất thích. Những cái ngày mà ồn ào ở thành thị mà được lên cái chỗ này thì tôi cảm thấy là rất là thích. Vâng. Hai cái trạng thái sống nó cũng khác biệt. Khác một biệt nơi thì chen chân không được. Rồi. Ở trên đây thì cháu thấy là cô dừng lại để cô nghe tiếng chim, tiếng ve kêu, rồi cô lắng nghe tiếng lá, rồi những hình ảnh màu xanh đó. Dạ. Nó tác động đến cái cuộc sống của cô. Chắc là tuy cô không ở đây được lâu, nhưng cô trở về Hoàn Kiếm, quận Hoàn Kiếm của cô, chắc là cô sẽ nhớ phải không ạ? Sẽ rất nhớ, mà có thể là tôi sẽ giới thiệu rất nhiều bạn bè sẽ lên đây và được biết là cái không khí ở trên đó. Đây là gì nhỉ? Đây là thành phố Yên Bái. Thành phố Yên Bái. Vâng ạ. Thì tôi sẽ giới thiệu nhiều bạn bè đến đây để mà hưởng được biết cái nơi mà tĩnh mịch mà chưa bao giờ đến. Vâng. Dạ xin cảm ơn cô Đoàn Hợi và chúc hai cô có được những cái giây phút lắng đọng, nhẹ nhàng. Mình cứ tạm gọi là sống chậm một chút, đúng không ạ? Dạ. Rồi lại trở về với cái sự ồn ào để thấy được cái giá trị của cái sự gọi là tĩnh lặng. Dạ, đúng. Nhưng mà cô qua giờ cô nghĩ là một cái tuổi nào đó mà cô dứt bỏ được cái sự ồn ào để cô tìm một cái tĩnh mịch hay không? Hay là cô vẫn quen với cái sự ồn ào đó? Cái ồn ào là khi mình còn khỏe mạnh. Chứ còn đến khi mà mình đã yếu đi rồi ấy, thì
mình sẽ rất thích những cái nơi tĩnh lặng như thế này. Vâng. Nhưng mà cái đó lại còn phải phụ thuộc vào con cháu. Con cháu. Thì nó hoàn cảnh đời sống gia đình. Vâng, nó có cho đi hay không? Vâng. Thì cái đấy còn sau mới biết. Vâng. Chứ còn nếu mà thích thì tôi thích rồi. Vâng. Dạ. Xin cảm ơn cô Đoàn Hợi và cũng lại một lần nữa chúc hai cô có những ngày tĩnh lặng vui vẻ, bình yên ở thành phố Yên Bái, nơi có Trường Nguyễn và Lê Lê đang sống ở đây nhé. Vâng, xin cảm ơn nhà bà. Cây vẩy ốc. Cây ốc đây ạ. Đấy, còn những quả mít, cây mít này. Quả nhiều chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ vào tham quan bếp ăn. Mời cô. Vâng, vâng. Đây, tham quan bếp ăn. Đã, đúng rồi. Rồi, mọi người là đặt lễ ở đây. Xong rồi sẽ là ăn các món là... Vâng. Dùng cái gì lấy cái đấy thôi. Cứ lần lượt lấy theo nhu cầu của mình thôi. Vâng. Đây, các món ăn đã được chuẩn bị hết. 10 giờ kém 15 là sẽ được. Vâng, vâng. Đây là các món ăn đã được như thế này. Vâng. Món ăn rất nhẹ nhàng, món ăn chay. Có
sáng hơn. Đưa đón đến tận đây hết. Việt Nam mến yêu, dẫu có đi xa, luôn mong ngày